mình có điện thoại gọi đâu cho mẹ đây này. Vì bố mình và thế. Thôi, các bạn ơi, vậy là các bạn mình phải gọi đâu cho mẹ mình đây. Đây cũng có bằng cung chúa như thế này. Mời bố nha. Các bạn ơi, hôm nay nha, mình có điện phải gọi đâu cho khách kìa. Các bạn ạ, gọi đâu cho khách mà khách mẹ chỉ ý này. Con chỉ gọi được đi thôi. Con lau đầu mẹ nó ướt đây này. Con lau cho khô. Được rồi. Bình quá. Đâu mẹ, con chơi bộ rút rồi. Chơi bộ ở đâu nhá? Gọi đầu lần nữa đi. Thôi đừng nghịch mẹ nó rơi rồi, nó rồi. Được rồi. Được rồi. Mai mẹ lại đi đi điện con vợ đi nha. Cốc cốc cốc. Bác chủ tiệm ơi. Bác gọi đầu cho tôi với. Ừ để ra vào đi. Vâng, đây đây bác gọi đầu cho tôi rồi. Vào. Bố đưa cho con chiếc đăng. Con gọi đầu cho mẹ. Gọi đầu xong rồi. Con sẽ vượt đăng. Im nghe. Không được cưa. Con đang vượt đau vậy. Âu, đau quá. Không được đau. Con đang vượt đau vậy. Sao được đau. Được rồi. Nào. Bao tiền hả bác ơi? 10.000. Đây ạ. 10 triệu nữa. 10 triệu.